Đó, chơi bây giờ về tới nhà bà cố rồi đó, chơi dạ. Chơi với bà cháu nè. Bà cháu, cho gà ăn không bà cháu? Cho gà ăn kìa. Đi cho gà ăn với bà cháu kìa. Cho gà ăn đi. Cho gà ăn. Nhớ không? Nhớ bữa mình cho gà ăn không? Cho gà ăn. Đó kìa kìa. Mâm mâm mâm. Kìa. Gà ơi. Cu. Tay nè, tay nè. Để lên. Nóng lắm nè, xuống nóng chừng lắm á nha. Nóng á. Ông mười nè. Hát biết khổ giờ bình thình nha. Không chịu mười. Cho gà ăn, chờ chút ngoại lấy thóc. Ngoại đó rồi lấy nè. Ở đâu gạo đâu? Ngoại lấy gạo nha. Gạo nha. Con nói đi cho gà ăn. Cho gà ăn. Gà. Gà ăn. Trời ơi, nhìn chay với bà Sáu kìa, trắng tươi à. Coi chay với coi là bà Sáu, nhìn bà Sáu trắng tươi à. Bà Sáu trắng tươi như bông bử à. Trắng tươi như bông bử. Coi đẩy rồi, đẩy ghế đi kìa. Về nhà bà cố là khỏe lắm cô chú ơi. Rộng rãi thoải mái. Hưng làm chi làm. Đè đi ra cho gà ăn kìa ngoại. Lấy gạo đi ngoại. Dịch nó đang đứng ngoài kìa ngoại. Dịch nó đang chờ chay đó ngoại. Banh ừ cho banh lên. Ngoài ấm lên, ngoài cho ấm lên nha. Cho ấm lên con lên nha. Banh ừ cho banh cho banh. Bình Trình. Trời ơi. Đâu? Ủa Bình Trình cũng đi ra ngoài kia Bình Trình. À, trời đất ơi. Xinh quậy quá con hả? Nè, nói sao ngoại, nói sao ngoại, tên Kiều ngoại. Tên Kiều ngoại đây, tên Kiều ngoại. Tên Kiều ngoại mới cho. À giỡn quá. Rồi, dục ra đi, dục ra cho gà đi. Dục đi. Dục ra cho gà đi. Dục mạnh nha. Chúc. Nè nè, đưa bà Sáu dục cho nè. Sáu dục kìa. Rồi. Đó, thấy chưa. Nha. Đó. Coi gà lại ăn nè cô chú nè. Ôi, đã quá. Ôi, đã quá. Ôi, trời. Sao, nãy giờ con đi đâu? Nãy giờ đi sao? Ba giờ muốn đi ngủ hả? Hả? Đi về đi ngủ không? Thôi để ngoại bồng đi. Mẹ bồng rồi sao mẹ quay được? Mẹ quay con được. Thôi thôi vậy ba bồng, Mẹ bồng chơi nha. Chơi cà khịa nha. Đi ba bà đi ngủ nha. Ngủ nha. Ngủ không? Ngáp. Trời ơi có mặt ngáp nè. Hỏi đi ngủ nha không trả lời. Ngáp là thay lời muốn nói. Đó. Đi để mẹ bồng đang qua. Để lên. Để bồng chơi đang qua. Đứng lên, bồng, đi. Ba con đâu? Đời tư muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ. Hồi nãy giờ có lại ông cố chưa? Có chưa? Có quỳ xuống lại ông cố chưa? Quỳ xuống lại ông cố cho cô chú coi, mẹ lên. Xuống lại ông cố cho cô chú coi, quỳ xuống. Mày xuống lại em cố cho cô chú coi lại lên. Mày xuống đi. Mày xuống lại em cố. Mày xuống đi nha. Mày xuống lại em cố đi. Lại lên. Thôi không khóc nha. Quỳ lại tao không khóc nha. Lại em cố đi con. À, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật kìa. Nam Mô Di Phật kìa, để lên. Quỳ xuống Nam Mô Di Phật. Nam Mô Di Phật, lại lên. Ôm gì Phật đây đó. Trời ơi lại ôm cột đó, muốn cột đó cô chú. Ôm bình. Tình như cái bình lại này nè cô chú nè. Tình như cái bình đó. Tình bể bình luôn. Mẹ đi nắm tay mẹ. Bông hả? Ok. Đi vô mẹ đi. Cô mẹ mến đây. Thank you much. I love you chị. Rồi, đi vô đây nha. Đi vô đây ngủ nha. Đó, chay bây giờ chay đi ngủ nha cô chú. Bye bye cô chú đi. Xin cảm ơn đây nè, nghe mẹ nói là lâu quá không nói câu này nè. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Chay Sky Hoyer. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo.
bye bye. Nó là yeah bye bye. Nó đi bye bye. Bye bye đi con. Chưa đâu, bye bye đi ngủ thôi, chứ còn video của em video vẫn còn tiếp tục, cô chú khỏi khỏi lo. Đây, bye bye đi ngủ thôi nha. Bye bye cô chú, u qua cô chú một cái. I love you. Đúng rồi. Không biểu cái gì đó cũng. Rồi, nằm xuống. Đó, thấy chưa cô chú? Có em rồi cô chú ơi. Ngủ nghe. Đó, giờ là bóp lỗ tai đó, lúc nào cũng vậy đó, lúc nào cũng lấy nó sẽ móc móc cái tét lỗ tai nhỏ luôn nè. Mỗi lần phải có em mà phải có lỗ tai nghe chưa? Em có lỗ tai mới được. Em không có lỗ tai không được đó. Đây cái con này là con nào cô chú nào tặng nè? Cô Oanh. Ủa cô Oanh hả? Cô Oanh mua này tặng nè. Còn cái con này là của cô chú nào nè? Đó em cũng có lỗ tai nè. Đó em nào cũng có lỗ tai ôm đi, ngắt đi, ngắt nhéo đi, quýnh đi. Chạy đi, chúc chạy đi ngủ ngon nha. Thank you mẹ đi, thank you mẹ. Baby, what's wrong? Come here. Ôi trời ơi, cô dậy kìa. Dậy mà con không thấy ai hả? Con dậy mà con không thấy ai hả? Dạ chay, dạ chay. Ôi trời ơi. Trời đất ơi, em dậy mà em không thấy ai. Em hóc quá cô chú ơi. Ôi nè, còn ngoại cho con ra. Ôi cao kê kìa. Quá trời. Hồi nãy giờ là chay ngủ được mấy tiếng ta? Lúc mà chào cô chú xong là chay ngủ được mấy tiếng cho. Chay không? Chay hát bài ABCDF chi. ABCDF chi. ABCDF chi. Bà chú đâu? Bà chú. Chú ơi, chay mới ngủ dậy nha chú ơi. Có bồng không? Có bồng đi. Chú bồng không? Chú bồng không? Chú bồng không? Chú lại ghế ngồi với mẹ nha. Lần kia ngồi nha. Nha, phải ngồi đây. Lần kia ngồi nha. Chú chơi, không mẹ miếng ngay. Mà con ngủ có ngon không? Thôi khỏi ngủ ngon không mẹ. Ngon hả? Mà con có thương mẹ không? Có thương mẹ không? Thương mẹ đẻ đâu? Chúng mày để trong trái chim mà. Đây, giờ chay làm chân mày lên coi. Dứng lên. Nào coi. Mới đủ để nó đê đứa không biết. Phở mặt à. Nó con đê. Ôi. À, chay bây giờ chay ăn cơm nè cô chú ơi. Ăn đi con. Trời ăn hồi nãy giờ hết chén cơm rồi nè. Xin lỗi cô chú là bây giờ chay đang ở nhà bà cố nên là nó hơi ồn một chút. Ăn đi con. Ngon. Uống miếng nước nha. Ăn nước, uống miếng nước nha. Mới vừa ghé cái chỗ gần nhà bà cố mua được cho chay cái hộp sữa này cô chú. Sữa này á, người ta giới thiệu là được xách tay về từ ở đâu ta, Úc. Để mua cho chay uống thử coi chay uống được không. Trời ơi giỏi dữ cha. Trời ơi bốc luôn, ăn không kịp luôn ngoại ơi. Nhảy nữa. Trời, canh đó, húp miếng canh đó. Húp đi, húp miếng canh đi. Đó, húp miếng canh. Xin lỗi cô chú là nếu như cái video này nó có hơi ồn quá. Tại vì lâu lâu mới về nhà bà cố một lần á. Cái tụ tập tập trung đồ này chơi. Hiện tại bây giờ đang là 6 giờ tối đó cô chú. Nên là mọi người. Ngoại ơi hãy cứu cơm. Ăn nữa không? Con ăn nữa không? Ngoại lấy cơm đi chay nữa nha. Đúng rồi. Nhớ tao lên. Làm gì đó à, còn nó ngồi cái tướng đó nè à. Vậy đâu con nói cậu Hảo, con nói cậu Hảo đấy. Thôi mẹ con nghĩ chắc nó sao. Ăn nữa không kìa, ngoại làm cho con nữa kìa. Đó, ngoại làm nữa nè. Đây chay, ngồi xuống đây.
quá đi. Ngon búa, con nói đi nhanh, ngon búa. Ngồi xuống đi. Đúng rồi. Ngon quá. Hay lắm bồ ơi. Bây giờ ngồi giống như người Nhật luôn nè. Đó, bây giờ ăn giống như là arigato luôn nè. Thôi ăn cơm đi, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Cơm đi bồ ơi. Lớn lên, mommy. French fry. Please. Thank you mommy. Còn bên vai đây giống bên vai Mỹ không nha. Bên vai đây sao cứng búa. Giống không? Giống mặt ra nồ không? Giống bên vai có mặt ra nồ không? Rồi. Rồi lấy ra này. Lấy cơm, dứt miếng cơm cho ăn. À. Bên vai này là cứng cứng búa. Trời ơi ngon không? Chay mà múc múc muỗng cơm là bà ngoại bà ba trong trong lòng bà mở cờ miếng á. Đó rồi, đó cơm mày. Chạy đó con, chạy đó chút lụm, chút lụm. Miệng dính cơm mày chay, miệng dính cơm kìa. Chay miệng dính, đúng rồi. Nó miệng dính cơm mà nó không hiểu đó. Con chịu con bó tay đó. Con bó tay đó rồi đó. Giỏi quá. Trời ơi, giót ơi. Đi đâu? Đi đi đi, tiêu cơm, tiêu cơm. Đi cho cơm tiêu. Đi, coi tướng ba đi kìa, không muốn giọng đi cho bán giọng cho.